Trong thế giới đồng hồ đương đại, khi mà nhiều thương hiệu đã tạo cho mình những dấu ấn riêng biệt với những kiểu dáng thiết kế mới, thì riêng đối với Rolex, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ này lại xây cho mình một tượng đài riêng với những chiếc đồng hồ trong dáng vỏ tròn, nét đẹp cổ điển. Đặc trưng trong thiết kế đồng hồ Rolex là một mã hiệu thuộc bộ sưu tập Daydate, đồng hồ Rolex Daydate 128349 RPR Model Pearl đã khẳng định những giá trị trường tồn của bộ sưu tập với dáng thiết kế mặt số tròn, đường kính vỏ 36mm, ống kính side club được đặt tại vị trí 3 giờ cho phép người đeo có thể xem ngày dễ dàng. Toàn bộ lớp vỏ cùng dây đeo của chiếc đồng hồ được làm từ chất liệu vàng trắng, độc quyền của Rolex. Viền bezel được nạm những viên kim cương thiên nhiên được nhà hãng tuyển chọn một cách kỹ càng. Bên cạnh đó, mang đến sự thu hút tự nhiên vào mặt số đồng hồ, Rolex Daydate 128349 RPR được thiết kế với mặt số khảm trai, bộ kim chỉ giờ dán baton quay đồng tâm tại chính giữa mặt số, cùng những vạch chỉ giờ nạm kim cương cho chức năng hiển thị giờ, phút, giây. Chức năng hiển thị thứ được hiển thị qua một ô cửa sổ tại vị trí 12 giờ. Tất cả mang đến một tổng thể hài hòa, cân xứng, một thiết kế thanh lịch tối giản. Điều đặc biệt khi sở hữu mẫu Rolex Daydate Model Pearl là tính duy nhất và cá nhân hóa của những mặt số được làm từ chất liệu này. Mỗi mặt khảm trai đều có những vân riêng, màu sắc khác nhau, được hoàn thiện bằng phương pháp thủ công bởi bàn tay đầy hoa mỹ của các nghệ nhân, với vẻ đẹp trường tồn theo thời gian, khiến cho chiếc đồng hồ trở thành một trong những phiên bản khác biệt và giá trị nhất của thương hiệu ở thời điểm hiện tại. Bên trong lớp vỏ Rolex Daydate 128349 RPR được thiết lập với trái tim là bộ máy hoạt động Rolex In-House Caliber 3255 với 31 chân kính, hoạt động với tần số là 28.800 VBH và cho mức dự trữ năng lượng sắp xỉ 70 giờ, kích thước 36mm. Cùng với tất cả những ưu điểm vượt trội như vậy, Rolex Daydate 128349 RPR là chiếc đồng hồ unisex lý tưởng dành cho các tín đồ đồng hồ với phong cách thanh lịch, sang trọng và quý phái. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp thượng lưu.